Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với một căn nhà phố đẹp trệt 2 lầu có 3 phòng ngủ và đang được giảm giá bán lỗ 500 triệu đồng. Giá gốc thì anh ấy giao tới 5 tỷ tư, bây giờ giảm xuống chỉ còn có 4 tỷ 900 triệu đồng thôi. Một trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, có phòng thờ và sân thượng phía trước. Một căn nhà tọa lạc ngay tại trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, nằm ngay đối diện với hãng xe Mercedes-Benz. Ngang 3,5m, sâu vào 14m, giá bán chỉ có 4 tỷ 900 triệu đồng thôi nha quý vị. Một căn nhà hẻm thông và xây mới hoàn toàn năm 2024, sổ hồng riêng. Ở đây thì có 4 căn nhà mới nhưng đã bán và về ở hết rồi, chỉ còn duy nhất một căn còn sót lại thôi. Hướng Tây Bắc phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha. Đường trước nhà rộng được khoảng tầm 4m, xe hơi có thể đến cửa nhà và khu nhà mình thì rất là đẹp. Khu nhà hiện hữu lâu đời rồi. Căn nhà ngang 3,5m, dài 14m, trệt 2 lầu. Bây giờ thì chỉ có 4 tỷ 900 triệu đồng thôi, hướng Tây Bắc nha quý vị. 4 tỷ 9 là sở hữu ngay một căn nhà đẹp, xây hết đất, trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, có phòng thờ và sân thượng phía trước nha anh chị. Ở dưới thì sẽ được ốp sàn gạch 1m và hai bên tường thì được ốp gạch cao lên tầm 1m. Trên thì có dàn dây tường, đèn chùm thạch cao, đèn led, trệt lưng 2 lầu. Sẽ có 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, căn nhà hướng Tây Bắc nha quý vị. Giá bán bây giờ chỉ có 4 tỷ 900 triệu đồng thôi. Anh chị nào muốn sở hữu căn nhà này, hãy alo trực tiếp về tới nhà Đạt Bá Hưng. 4 căn đã bán hết rồi, chỉ còn duy nhất một căn nhà thôi. Hướng Tây Bắc nha quý vị. Di chuyển vào trong đây thì cầu thang đúc rộng 90, ốp đá kim sa trắng, kim sa đen. Tay vịn của cam xe và kính cường lực dày 10 ly. Xây dựng rất là đẹp, rất là kiên cố nha. Bên trong đây thì tặng lại bàn ăn 4 ghế, tường ốp gạch cao lên đụng trần. Bộ tủ bếp của An Cường. Và trong cùng thì có nhà vệ sinh, ngang 3,5m, sâu vào 14m. Căn nhà mình thì bây giờ chỉ có giá bán là 4 tỷ 900 triệu đồng thôi. Một căn nhà giá rất là ngon, bổ rẻ. Tại trục đường Quang Trung, phường 8, Gò Vấp, nằm ngay đối diện với hãng xe Mercedes-Benz. Căn nhà xây mới hoàn toàn nha anh chị. Giá rất là thơm rồi. Anh chị nào muốn sở hữu em nó, chúng ta hãy alo trực tiếp về tới nhà Đạt Bá Hưng nha. Hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông YouTube để theo dõi những video mới. Di chuyển lên tầng lửng, chúng ta sẽ đến với không gian phòng tiếp khách. Ở đây thì sẽ được tặng lại sofa, kệ tivi, trên có đèn chùm, thạch cao, đèn led, tường được dán giấy ấn tường, có làm giếng trời phía sau. Lửng này là phòng khách thoải mái luôn, dưới chị đậu xe máy và chúng ta có hai phòng khách. Nếu mà tính cả lửng này thì lên tới 4 phòng ngủ nha quý vị. Tính cả lửng là được tới 4 phòng ngủ. Căn nhà quá là ok luôn, quá là đẹp. Giá bán cực kỳ là hợp lý, chỉ có 4 tỷ 900 triệu đồng thôi. Anh chị nào quan tâm đến căn nhà đẹp tại trục đường Quang Trung, chúng ta chưa alo trực tiếp về tới em Hưng. Và hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông YouTube để theo dõi những video mới nhé. Di chuyển lên trên lầu 1, chúng ta sẽ đến với phòng ngủ số 2 và số 3. Tính lửng làm phòng ngủ luôn nha anh chị. Phòng như này sẽ được ốp sàn gạch da gỗ, có giường, nệm, tủ quần áo, kệ tivi và máy lạnh. Toilet chung hai phòng. Đấy, đầy đủ nội thất hết rồi. Cửa nhôm xin pha ra phía ngoài. Căn nhà vừa mới xây xong, nhà mới cứng. Hướng Tây Bắc nha mọi người. Bên ngoài có một chốt ban công đúc được tầm 80 phân và có lan can là inox kính cường lực chống phá tài ngối ra phía mặt tiền. Giá bán rất là thơm, chỉ có 4 tỷ 900 triệu thôi. Anh chị cô chú nào quan tâm chúng ta hãy alo ngay, giá này thì vẫn còn thương lượng nha. Kêu 4 tỷ 9 chắc tầm 4,5 4,6 bán luôn rồi. Nên anh chị nào muốn mua em nó, chúng ta hãy alo trực tiếp về tem Hưng nha. Toilet 4 cầu khối, gương led, gạch ốp cao lên đụng trần, lavabo rửa mặt đầy đủ hết luôn này. Đây là không gian phòng ngủ số 3. Đấy, có hết nội thất, có cửa sổ ra giếng trời. Nội thất sẵn hết luôn, giường đệm, máy lạnh, tủ quần áo, kệ tivi. Có là thơm ngon bổ rẻ rồi, giá bán chỉ có 4 tỷ 9 thôi. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ số 4 và khu vực phòng thờ sân thượng trước. Nhà rất là ok luôn, đầy đủ công năng sử dụng cho quý vị. Đây, phòng ngủ số 4 này. Có là rẻ nha anh chị. Nhà hẻm trước nhà 4m. Máy lạnh, giường tủ có hết luôn. Khi chúng ta mua thì chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Toilet số 3. Toilet rộng rãi. Giá mềm. Phía trước sẽ là không gian để máy giặt.
ta đến máy giặt ở đây và sân thượng trước cho anh chị trồng cây phơi đồ. Đấy, trồng cây xanh rất là nhiều, rất là chiều đẹp ở ngoài này. Video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị cô chú ở những video lần sau. Xin chào.